Hello, xin chào tất cả các bạn với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình đang về nhà các bạn nhé. Sau khi mình đi bứt xe thì đang đi trên đường thì gặp một anh. Anh đi giới thiệu đồ các bạn à. Điện máy xanh nhé các bạn, điện máy xanh. Nếu máy giặt tặng tiền điện trả góp 0% thêm bảo hành. Mẹ thế thì phải quảng cáo. Tặng 0%. Điện thêm tiền điện các bạn ạ, bọn nó chơi đẻo lắm. Nó cần của mình con mình không biết, nhưng gói cần biết rất là rõ, bọn nó chơi đẻo. Dạ. Đây các bạn, không có gì đâu. Ui. Nữa. Xem có gì. Cũng chẳng có gì mấy. TV máy lạnh. Điện thoại đắt quá. Không giữ được em. Trời thì nói chung là sắp mưa. Rất là khăn luôn. Có thể là một tí. Này bốn sắc cần lạc cả. Chân quá là. Tránh
là lính. Xuống. Chẳng qua các bạn ơi. Video của mình đến là kết thúc các bạn nhé. Các bạn nhớ like, share, đăng ký để ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Video của mình đến là kết thúc rồi. Bye bye tất cả các bạn.